Kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 154 thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tại kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh tăng trưởng ổn định, cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa tỉnh Tuyên Quang. Chú trọng chế biến sâu sản phẩm, hạn chế thấp nhất xuất khẩu sản phẩm thô chưa qua chế biến. Mở rộng khai thác các thị trường, lĩnh vực mới có tiềm năng, nâng cao vị thế của tỉnh, của quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu cụ thể, phần đầu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt giá trị 190 triệu đô la Mỹ, năm 2030 đạt giá trị 330 triệu đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa năm 2030 bình quân 10,7% trên năm. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 bình quân 5,3% trên năm. Tăng tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa, máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã có bước phát triển vượt bậc. Hiện GRDP khu vực nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh đứng thứ 5 trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tổng diện tích các cây trồng được sản xuất theo tiêu chuẩn trên 3.200 ha. Toàn tỉnh đã cấp 9 mã số vùng trồng, 3 mã số cơ sở đóng góp cho các sản phẩm nông sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Toàn tỉnh đã hình thành 76 liên kết hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, có 191 sản phẩm OCOP của 134 chủ thể, đứng thứ 4 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc về số lượng sản phẩm OCOP. 107 sản phẩm đã được bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ, có trên 200 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc, 4 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý. Những kết quả ấn tượng trên đây khẳng định các quyết sách đã và đang được triển khai từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo đà để nông nghiệp của tỉnh bứt phá, tiếp tục phát triển bền vững. Trong những năm qua, Tuyên Quang đã thực hiện quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu đi đôi với thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị rừng trồng. Nhờ đó, nhiều sản phẩm gỗ từ Tuyên Quang đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp đã xuất khẩu sang được những thị trường lớn như EU, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã có trên 23.000 mét khối gỗ tinh chế được sản xuất, chủ yếu là để xuất khẩu, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, cùng với 8 nhà máy chế biến gỗ lớn, trên địa bàn tỉnh còn có trên 300 cơ sở chế biến lâm sản nhỏ do các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư sản xuất. Đây là các vệ tinh quan trọng của các nhà máy chế biến. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, các địa phương ở trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm. Các xã Bạch Sa, Yên Thuận, Minh Hương nằm ở khu vực khó khăn của huyện Hàm Yên, giao thông đi lại không thuận lợi. Đây chính là rào cản cho sự phát triển kinh tế xã hội ở khu vực này. Năm 2022, dự án xây dựng cầu Bạch Sa qua sông Lô, đoạn km 71 đường Tuyên Quang Hà Giang được khởi công xây dựng với chiều dài 200m, tổng mức đầu tư 295 tỷ đồng. Khi cây cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng, trên 20.000 người dân ở xã Bạch Sa và vùng lân cận sẽ được hưởng lợi từ dự án này. Để đẩy nhanh tiến độ thì đơn vị đã tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị, vật tư chính đầy đủ và đang tập trung nhân lực chia làm 2 ca làm để hoàn thiện đúng theo tiến độ đấy. Tuyên Quang đang tập trung vào các công trình dự án trọng điểm tác động lên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, an sinh xã hội như đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, đường trục phát triển từ thành phố Tuyên Quang đi huyện Yên Sơn. Sự vào cuộc có trách nhiệm của các nhà thầu, chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền chính là yếu tố quan trọng để các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thi công các công trình dự án trên địa bàn. Anh em chúng tôi rất nhiệt tình để tham gia công việc để đảm bảo được tiến độ và cũng như là chất lượng kỹ thuật của công trình. Để đảm bảo về yêu cầu tiến độ này thì đơn vị thi công cũng đã chỉ đạo đến ban chỉ huy công trường của thi công đường trục phát triển này là tăng ca, tăng kíp, rồi tăng thêm máy móc, nhân lực, con người để đảm bảo về thực hiện về những cái nhiệm vụ của chủ đầu tư để hoàn thành cái công trình để vượt mức tiến độ của chủ đầu tư giao cho. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tại các địa phương trong tỉnh,
việc thi công các công trình vốn đầu tư công đang được đẩy mạnh. Trong đó công tác phối hợp được tăng cường nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh để đảm bảo bàn giao mặt bằng phục vụ cho các đơn vị thi công đúng tiến độ. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 9.740 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt 20.400 tỷ đồng. Các cấp các ngành và doanh nghiệp đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất để gia tăng giá trị. Từ đầu năm đến nay, các nhóm hàng may mặc xuất khẩu, gỗ, bột giấy gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu dùng giảm của các đối tác thương mại truyền thống lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU. Để phục hồi sản xuất, các doanh nghiệp phải chuyển hướng đa dạng sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới. Đây là thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang khó khăn. Tại doanh nghiệp này, để duy trì hoạt động sản xuất, đơn vị đã cơ cấu lại mặt hàng, tiết giảm chi phí, đa dạng mặt hàng để kết nối thêm các đơn hàng mới. Nhờ vậy, đơn vị không chỉ đảm bảo việc làm cho người lao động mà còn đang tiếp tục tuyển dụng thêm lao động để mở rộng sản xuất. Ban lãnh đạo công ty thì cũng có một cái bộ phận gọi là bộ phận cải tiến thao tác cho người lao động. Nên là mỗi một mã hàng mới vào là đều có những cái cải tiến mới để trực tiếp đến người lao động và hướng dẫn và truyền tải cho họ kinh nghiệm để làm sao để nâng cao tay nghề và đẩy được cái năng suất của cái công đoạn ấy lên. Để cho tổ một công đoạn lên thì công đoạn nó mắc thì là sẽ được ban lãnh đạo công ty cũng như là nhóm công nghệ đấy là đến trực tiếp và sẽ tìm cách giải pháp và khắc phục để đẩy năng suất lên cho tổ may cũng như công đoạn đấy để đảm bảo đồng lương người lao động. Ban lãnh đạo công ty thì liên tục tìm những khách hàng mới, ngay kể cả là trong đầu năm hay 6 tháng cuối năm này cũng có định hướng là sẽ tìm kiếm khách hàng khoảng 2-3 khách hàng mới nữa để làm sao cho nguồn hàng của mình nó phong phú và sẽ tự sản xuất và tự tiêu thụ. Tức là mình sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng không qua bất kể một công ty nào khác. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm nay đạt 20.400 tỷ đồng. Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nỗ lực để nhanh giải ngân đầu tư công, tạo sự tăng trưởng đột phá. Điều này sẽ có tác động tích cực đến phục hồi và tăng trưởng ở một số ngành như thép, vật liệu xây dựng, cơ khí. Cùng với đó chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách của chính phủ về miễn giảm thuế, phí, lệ phí, giúp cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thì công ty cũng đang làm chương trình RA của Mỹ mà cũng đã làm được 70 ha theo chương trình RA và bà con là hàng năm là được kiểm toán và được hướng dẫn của bên công ty RA Mỹ sang trực tiếp để hướng dẫn bà con, đang làm rất tốt về phần đấy. Về những giải pháp của tỉnh và sự chủ động của các doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp sẽ lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu, hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp vào cuối năm nay. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, du lịch Tuyên Quang từng bước phục hồi và khởi sắc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 xác định du lịch là một trong ba khâu đột phá để đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững. Với đặc điểm về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, du lịch Tuyên Quang hiện đang tập trung khai thác nhiều loại hình du lịch như du lịch lễ hội, tâm linh, về nguồn, sinh thái, nghỉ dưỡng. Các khu, điểm du lịch, công ty lữ hành và cơ sở làm du lịch đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dấu ấn đối với du khách. Hiện tại bây giờ công nghệ số nó phát triển rất là mạnh mẽ, chính vì thế những hình ảnh được quảng bá trên những cái trang truyền hình rất là tốt và đặc biệt những trang truyền hình làm việc rất là hiệu quả để thu hút khách du lịch, đầu tư hình ảnh rất là rõ nét. Thứ hai nữa là Chí Hùng đến với lại Tuyên Quang và Tân Trào này khá nhiều lần rồi và đặc biệt những khách du lịch ở vùng miền xa như miền Trung hay miền Nam họ đều mong ước được một lần đến với những địa điểm như thế này. Tỉnh đã chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch mạo hiểm, mô hình đón khách du lịch ngắm cảnh, trải nghiệm theo mùa, như lễ hội hoa lê, mùa vàng Hồng Thái, hoa cải vàng, tuyến đường hoa lê. Nửa nhiệm kỳ qua, Tuyên Quang đã đón trên 6 triệu lượt khách du lịch, trong đó năm 2021 thu hút 1,9 triệu lượt khách, năm 2022 đón 2,3 triệu lượt khách. 6 tháng đầu năm 2023 đón 1,7 triệu lượt khách, đạt 70% kế hoạch năm, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch tỉnh Tuyên Quang những năm gần đây thì đang có những sự chuyển mình, có những điểm đến mới như là Lâm Bình, Na Hàng. Khách du lịch đến đây để họ có thể là cùng trải nghiệm, cùng tìm hiểu văn hóa của
các dân tộc thiểu số ở các ở tỉnh Tuyên Quang. Để đạt mục tiêu năm 2025 đón trên 3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng, tỉnh tiếp tục phối hợp hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng làng văn hóa gắn với phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, thu hút khách du lịch, đẩy mạnh liên kết với các tỉnh trọng điểm về du lịch. Qua đó khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế vốn có để du lịch đóng góp nhiều hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện đề án đổi mới tổ chức lễ hội Thành Tuyên giai đoạn 2023-2025. Vì vậy, trong khuôn khổ của lễ hội năm nay sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc hấp dẫn được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng. Năm nay lễ hội sẽ diễn ra với chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc hấp dẫn dự kiến được tổ chức từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023. Trong đó điểm nhấn là chương trình đêm hội Thành Tuyên, chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14 có sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Liên hoan các làng văn hóa du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc, chương trình điện ảnh kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang, hội chợ thương mại du lịch, chương trình trưng bày giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt và nhiều các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức tại các huyện, thành phố. Một mùa trung thu nữa sắp đến, lễ hội Thành Tuyên hứa hẹn sẽ đưa du khách đến với một đêm hội lung linh sắc màu với những mô hình đèn khổng lồ, độc đáo. Năm nào cũng vậy, cứ trước trung thu khoảng 2 tháng, các khu phố ở thành phố Tuyên Quang lại nhộn nhịp chuẩn bị đèn cho các cháu thiếu nhi. Ban đầu là lên ý tưởng thiết kế mô hình, rồi tính toán nguyên vật liệu, chi phí, thời gian chế tác. Từ đó vận động người dân đóng góp kinh phí công sức. Tầm tháng 6 âm lịch, các tổ dân phố bắt tay thực hiện. Thấy con em ngày ngày háo hức, các bậc phụ huynh bắt tay làm mô hình từ sớm. Đó là thời gian vui như hội của các bậc phụ huynh. Các em nhỏ thì háo hức từng ngày đợi chiếc đèn khổng lồ của mình thành hình. Lúc nào con cũng ra đây để xem các ông làm xe trung thu mô hình đẹp và lại còn hay chứ. Mỗi khi buổi tối là buổi sáng hoặc là buổi chiều con sẽ ra xe trung thu con chơi ạ. Con rất mong là đến trung thu sớm là con được đi rước đèn ạ. Lễ hội Thành Tuyên là một lễ hội độc đáo với sự góp mặt của hàng trăm mô hình đèn trung thu khổng lồ, lung linh sắc màu, mô phỏng sinh động những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện những nhân vật, sự kiện văn hóa lịch sử, câu chuyện dân gian, cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn. Sự thành công của lễ hội Thành Tuyên là sự đồng thuận của nhân dân. Ai tạo hàn thì hàn cắt chi tiết, ai khéo tay, óc thẩm mỹ tốt thì uốn nắn, tạo hình. Sau khi được nhân dân đồng thuận, được như vậy là gì mọi người tán thành, chúng tôi đã tiến hành xây dựng mô hình mẹ con thiên nga chảy hội. Già đến trẻ tham gia ủng hộ về công sức, về tiền của, làm sao để cho một đêm hội trung thu thành công tốt đẹp. Qua quá trình thực hiện ấy, thì hàng ngày có ngày thì lên 2 lần giám sát đấy, để cho coi như là nghệ nhân làm cho nó đúng ý tưởng của nhân dân và tổ mô hình đặt ra đấy, để theo nguyện vọng của nhân dân là năm nay phải làm thiên nga chảy hội thật đẹp. Khi nói đến lễ hội Thành Tuyên thì hầu như cả nước là đều biết, và một số các cái kể cả nước ngoài thì đây là một cái đầu tiên xuất phát, thì theo tôi nghĩ là một cái quan điểm chung nhất hiện nay là cái chủ trương chung là tỉnh Tuyên Quang đã đi đúng hướng. Nó vừa là mang cái tính chất là tổ chức cái truyền thống, hai là quảng bá và quảng cáo cái du lịch, cái ba là thu hút các cái nhà đầu tư. Trải qua gần 20 năm được nhân dân sáng tạo, duy trì và phát triển, lễ hội Thành Tuyên đã trở thành sự kiện văn hóa nổi bật, điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Chuyên mục thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.